Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video, phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Bốn người nghiêm túc ngồi lại nói chuyện, Thẩm Trường Quân trong đầu cứ nghĩ đến nụ hôn với Cửu Thiên Dạ mà đỏ mặt, nụ hôn đầu, nụ hôn đầu, nụ hôn đầu, Cửu Thiên Dạ thấy cô như vậy, lúc này im lặng tốt hơn là lên tiếng. Hai người Vi Sinh Nhu và Thẩm Trường Minh vừa nhìn đã biết, hai người đồng thời hét lên, "Cậu anh đã làm gì em ấy hả cửu thiên dạ ho nhẹ kẻ thức tỉnh không gian và thời gian đã bị bắt còn về phương pháp làm xáo trộn kết cục còn phải đợi sau khi hắn bị đưa về tổng bộ sẽ nghiên cứu sao ngoài ra lúc này thẩm trường minh bỗng ngăn cản đợi một chút tôi muốn hỏi một chút tại sao cô ấy lại ở đây thẩm trường minh chỉ tay về phía vi sinh nhu chuyện của giới tu chân không có liên quan gì đến cô ấy cả cô ấy cũng đây có phải là vi sinh nhu chứ vi sinh nhu cười nói quân quân gọi tôi đến đó thẩm trường quân vội xua tay không sao bất luận cô ấy là ai dẫu sao cô ấy cũng được xem như là có duyên phận với chúng ta thẩm trường quân nhìn vi sinh nhu càng thêm khẳng định quả nhiên thật sự giống như những lời của hoa ưu chỉ tử đã nói vậy thì nhu nhu thật sự từ đầu đến cuối vẫn luôn ở ngay trước mặt chúng ta vi sinh nhu thích thú dựa vào vai thẩm trường minh thẩm trường minh bất lực theo các người vậy cửu thiên dạ tiếp tục nói trước khi trở về tổng bộ để nghiên cứu người thức tỉnh thời gian và không gian vẫn còn có một chuyện quan trọng hơn đó chính là loại bỏ tàng đảng và đoạt lại người thức tỉnh số không người thức tỉnh số không là người thức tỉnh sớm nhất được phát hiện trong lịch sử loài người dị năng của ông ấy là sinh mệnh lực tuổi thọ ít nhất đã đạt năm nghìn tuổi trở lên người thức tỉnh số không trong hàng ngàn năm ông ta đã nằm trong tay các thế lực khác nhau ở thời điểm hiện đại các tổ chức ngầm đã sử dụng huyết thanh của ông ấy để nuôi dưỡng vô số người thức tỉnh nhân tạo và tác giả nguyên tác là một trong số đó người thức tỉnh số không bị giam cầm trong sự cô đơn và bóng tối vô biên trong hàng ngàn năm người ta nói rằng tinh thần của ONH ấy đã gần đạt tới ngưỡng cửa cả người giống như một cái cây nửa sống nửa chết vậy thậm chí còn dần mất đi khả năng ngôn ngữ của mình. Những tài liệu bí mật sớm nhất có thể tìm thấy hiện nay ghi lại những lời duy nhất ông ấy đã nói trong hàng nghìn năm qua. A à Bình, vài ngày trước tôi đã nhờ Phi Phi đưa các điều tra viên đến vấn tâm tự. Hôm nay có lẽ họ sắp đến rồi đó. Có điều vẫn chưa có tung tích tàn đảng và người thức tỉnh số không. Nhưng mà theo tin được tình báo thì bọn họ chắc cũng trốn ở trong giao tự miếu ở Nam Giao. Thẩm Trường Quân liền nói: Em nghĩ em có thể tìm ra bọn họ. cả ba người đều kinh ngạc. Lợi dụng dị năng của em, bên ngoài vân vấn tâm tự người qua kể lại tấp nập mọi người bàn tán xôn xao tối qua có nghe thấy tiếng sấm không siêu to có khi nào là vị thần tiên nào đó lịch kiếp đó nhỉ cậu đúng là hài hước quá trên mạng đều nói có máy bay siêu chiến đấu mạnh đang bay chắc chắn là có một cuộc diễn tập quân sự ở đâu đâu đó rồi một đứa nhỏ hỏi mẹ nó mẹ ơi đêm qua khi con đang ngủ con nhìn thấy bầu trời bên ngoài nở một vầng sáng rực rất sáng rất sáng đó ạ có phải là siêu năng lực gì đó không ạ con à sau này ít xem ơn cha man lại trên đời này làm gì có siêu năng lực chứ nhất định là con đã hoa mắt rồi không trên thế giới này nhất định là Sipos Ernstman. Một cuộc trò chuyện khác. Đêm qua em thức dậy đi vào nhà vệ sinh, em nhìn thấy một người phụ nữ dưới gốc cây chi tử. Cô ấy còn đang nói chuyện với không khí. Anh nói xem, có phải cô ấy gặp phải ma rồi không? Em đã sớm đã từng nghe thấy ở vấn tâm tự có ma. Đừng mê tín hãy tin vào khoa học. Em đã thấy những lời đồn bị bác bỏ trên mạng chưa? Vấn tâm tự không hề có hiện tượng siêu nhiên nào cả. đều là danh làm thắng cảnh tạo ra để kiếm tiền. Lúc này một bên khác phi phi đang sắp xếp công việc, thuộc hạ báo cáo. Theo sự sắp xếp của cô, một số lượng lớn bài đăng về hiện tượng huyền bí đêm qua đã xóa khỏi internet và một số giải thích khoa học bị đặt được đưa ra, đồng thời toàn bộ video lan truyền trên mạng đều bị photoshop, khiến cư dân mạng lầm tưởng rằng đó là hiệu ứng đặc biệt nhằm gây nhầm lẫn cho khán giả. Phi Phi nói: "Làm tốt lắm, đây chính là mục tiêu kế hoạch ít này, không thể để công chúng biết đến sự tồn tại của siêu năng lực. Những năm gần đây, mâu thuẫn giữa người thường và người có siêu năng lực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vấn đề này tuyệt đối không được đem ra đàm phán. Đi, đi đến vấn tâm tự gặp giáo sư." phải sớm bắt được tàng đảng một bên khác rất nhiều người buôn bán mời mọi người qua lại xem thử một chút tôn ngộ không cũng chụp ảnh kiếm tiền chụp ảnh trung giá là năm tệ có bạn nhỏ nào muốn chụp không mẹ ơi tôn ngộ không nhìn đẹp quá con muốn chụp ảnh với tôn ngộ không chụp ảnh trung giá 10 đồng tặng một bóng bay miễn phí nếu như quét mã qr có thể miễn phí thằng bé lại chỉ tay về phía ếch xanh mẹ ơi con ếch này đẹp con muốn chụp ảnh chung với con ếch hàn tiếu tiếu lúc này cũng đứng bên cạnh thằng bé lại chỉ tay về phía cô Mẹ ơi nữ đến này đẹp, con muốn chụp ảnh chung với nữ đế. Hàn Tiếu Tiếu khó hiểu vào đầu bước tai, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng rồi cô rất vui vẻ chụp chung với cậu bé. Chụp được rồi, cô gái cô đang mặc là hán phục sao? Bộ hán phục này của cô ở triều đại nào vậy? Tại sao tôi chưa thấy bao giờ? Không phải là ở sơn trại đó chứ? Hàn Tiếu Tiếu nghĩ lại, nửa tháng trước vào thời điểm Nhu Nhu bị hiến tế, tôi đã bị dịch chuyển đến thế giới này, thế giới này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Yêu giới minh giới đâu? Đầu mình là một mớ hỗn độn hàn tiếu tiếu nhận lấy tiền công mình khó khăn từng bước lại không có tiền chỉ có thể ăn gió nằm xương sống một cuộc sống hèn hạ nghĩ rồi cô mua vài que xiên bẩn ngồi lại bên vệ đường trong lòng thầm khóc con dân của chấm ơi các ngươi đang ở đâu chấm cần các ngươi hàn tiếu tiếu cắn một miếng xúc xích đồ ăn của thế giới này ngon quá đi nói là thần giới cũng không phải không quá nhỉ lúc này có một giọng nói quen thuộc bệ hạ không ngờ là lại gặp được người ở đây hàn tiếu tiếu ngỡ ngàng giọng nói này là dung phong mỉm cười nói người xuyên đến đây bao lâu rồi trong dáng vẻ thì mấy ngày nay người sống rất cực khổ bệ hạ. Hàn Tiếu Tiếu kinh ngạc. Dung Phong. Hàn Tiếu Tiếu giật mình đứng dậy hỏi. Dung Phong, sao ngươi lại ăn mặc như vậy? Cậu là đạo sĩ ở đây sao? Với cả tất cả chuyện này là sao? Đây là đâu? Dung Phong nói, bệ hạ tôi biết cô có rất nhiều câu hỏi, nhưng chuyện giữa hai thế giới này chỉ có sư phụ ta mới rõ. Tôi đang muốn đi hỏi xem đáp án là gì. Cô có muốn đi chung không? Hàn Tiếu Tiếu lập tức đáp, muốn. Cậu đi đâu thì tôi đi đó. Sư phụ cậu đang ở đâu thế? ngài ấy đang ở một ngôi chùa sâu trong núi phía nam đáng tiếc chúng ta không có tiền gọi xe nếu đi bộ thì phải mất ba ngày ba đêm hàn tiếu tiếu bật cười đúng vậy tiền ở đây không hề dễ kiếm dung phong lúc này mặt biến sắc đợi đã kia là hắn ta hớn hở chạy tới vị thí chủ này xin dừng bước tối qua ta quan sát tinh tượng hôm nay trên núi có đại nạn ta thấy ấn đường cậu có màu đen ắt sẽ gặp phải họa đẫm máu mạng của cậu không dài nổi đâu người qua đường sợ hãi thật thật ư ngài ngài đừng dọa tôi chứ đạo ra Hàn Tiếu Tiếu khá bất ngờ, Dung Phong đúng là đạo sĩ biết bói toán, hắn định giúp người này sao? Dung Phong đưa ra một chuỗi hạt châu, Thì chủ sư phụ ta là một vị cao tăng, đây là chuỗi hạt do ngài ấy khai quang, cậu cầm lấy nó thì có thể bảo mệnh." Vị khách liền đưa tiền, "Cảm, cảm ơn ngài tôi chắc chắn sẽ nhận." Dung Phong còn cố ra vẻ từ chối, "Này sao sao được chứ, ta không thể nhận." Lúc này mấy người khác thấy vậy hét lớn, "Là cậu ta tên đạo sĩ lừa đảo đó, 500 tệ một chuỗi hạt." Dung Phong vừa định nhận tiền, vị khách kia nói Đạo sĩ lừa đảo mà bọn họ nói không phải là ngài đó chứ, nói đi cũng phải nói lại, ngài đạo sĩ, tại sao sư phụ lại là cao tăng, sư phụ của đạo sĩ sao có thể là hòa thượng cơ chứ? Dung Phong quay mặt đi, rồi nhanh chóng quay lại giật tiền. Tiền này ta không khách sáo nữa nhé, rồi hắn kéo tay Hàn Tiếu Tiếu cùng nhau bỏ chạy. "Bệ hạ mau chạy đi, chúng ta có tiền rồi, có thể gọi xe rồi, mấy người bị lừa liên tục đuổi theo, đứng lại tên đạo sĩ lừa đảo." Hàn Tiếu Tiếu vừa chạy vừa nói. "Này Dung Phong, cậu đang lừa người à, thật không ra thể thống gì cả." Dung Phong cười đắc chí, "Bệ hạ ngài đã không phải là nữ đế nữa rồi, bây giờ cô là đồng phạm với tôi, không ra thể thống gì cùng tôi, chơi đùa với thế giới đi." Với cả không phải rất lâu trước kia cô từng muốn làm nữ hiệp phiêu bạt giang hồ sao? Hai người cứ vậy mà tiếp tục chạy. Hàn Tiếu Tiếu thắc mắc hỏi, "Dung Phong cậu thật sự có sư phụ là Hòa Thượng à? Rốt cuộc hắn là ai? Ở đâu thế?" Vấn Tâm tự mọi người gọi ngài ấy là trụ trì Vấn Tâm. Bên phía Thẩm Trường Quân, cô đang dùng dị năng của mình để tìm vị trí, "Dị năng của tôi là hệ tinh thần, trước mắt chỉ mới cấp 1." là đo lường tinh thần bây giờ tôi có thể cảm nhận được từng ngóc ngách xung quanh áng mây trôi nổi bóng cây rì rào mỗi một khoảng khắc đều ở trong trái tim tôi thẩm trường quân mở mắt tìm thấy rồi bảo tháp của vấn tâm tự có một chỗ cao nhất tôi không thể thăm dò được chắc là trụ trì vấn tâm đã bế quan nhiều năm ở bên dưới có rất nhiều hơi thở của dị năng giả chắc là mấy người tàn đảng còn có một năng lượng cực kỳ mạnh mẽ chắc là của vị thức tỉnh giả số không năm đó bắt được tác giả tiểu thuyết ở tầng dưới cùng không ngờ tàn dư của bọn này vẫn ẩn nấp trong bảo tháp đó bọn họ phá kết giới kiểu gì vậy thẩm trường quân liền đứng bật dậy tôi và thiên dạ đến tháp bắt bọn hắn anh và nhu nhu vẫn chưa thức tỉnh dị năng hai người mau đi trốn trước đi nhanh lên hai người nghe vậy thì sắc mặt khó chịu liên tục khịa. thiên dạ gọi thân mật thật nhỉ đợi sau khi bản tọa thức tỉnh dị năng thì đó chính là ngày dỗ của hắn thiên dạ đúng là tên khắc bia mộ hay đấy thẩm trường quân nghe vậy đỏ mặt hai người có thể làm chuyện quan trọng trước được không bây giờ không phải lúc để cà khịa đâu bên ngoài đang xôn xao chuyện gì vậy vấn tâm tự sao bỗng dưng lại sơ tán rồi chúng ta mới khấn được một nửa đã bị đuổi ra ngoài rồi bên trong vấn tâm tự xảy ra chuyện gì hả mọi người biết gì chưa dạo này có một tên đạo sĩ lừa đảo toàn nói với mọi người là hôm nay núi sẽ có đại nạn phi phi dẫn mọi người đến đây cô nói bên trong vấn tâm tự chỉ có giáo sư và thẩm tiểu thư hai người họ đều cấp s tuy thẩm tiểu thư vừa thức tỉnh thực lực chưa ổn định nhưng cứ yên tâm giao cho bọn họ đi lúc này trên trời có một chiếc trực thăng mau nhìn kìa là trực thăng có người giàu nào đến hả đi trực thăng lên núi luôn mọi người đều ngước nhìn hồng thức bước xuống ở đây xảy ra chuyện gì vậy thẩm trường quân có ở đây không tôi có chuyện tìm cô ấy phi phi kinh ngạc hỏi ngài là hàn băng tiểu thư trong truyền thuyết đó sao thẩm tiểu thư đúng là không bình thường quen biết không phải đại lão chính trị thì là phú thương hào môn bên trong cửu thiên dạ chạm nhẹ vào kết giới đây chính là bảo tháp mà trụ trì vấn tâm bế quan tu hành nghìn năm đáng tiếc quanh năm đều bị kết giới bao quanh chắc chắn bọn hắn đã nhờ vào sức mạnh của thức tỉnh giả số không để tiến vào trong chúng ta vào kiểu gì đây cửu thiên dạ kinh ngạc nhìn lại cái gì kết giới mở rồi ư là đang cố ý cho chúng ta vào trong sao thẩm trường quân liền nói tối hôm qua em đối đầu với tác giả nguyên tác bảo tháp không chỉ mở ra cho em vào mà còn chữa lành mọi vết thương cho em trụ trì vấn tâm là ngươi đang giúp bọn ta sao rốt cuộc ngươi là ai tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng